Hải Đăng sẽ là người giao cầu trước. Một không cho Hải Đăng. Tay vợt mạnh như Tiến Minh thì hạn chế đánh hỏng là một điều kiện cần nếu muốn tạo ra bất ngờ trước người đàn anh của mình. Rất tốt. 5-2 cho Nguyễn Hải Đăng. Một pha đập cầu chéo sân của Hải Đăng. Vâng, một tình huống đập cầu tốt từ cuối sân của Hải Đăng. Có lẽ chính Tiến Minh cũng khá bất ngờ trong tình huống vừa rồi. Anh... 6-4 cho Hải Đăng. Một pha giao cầu cao sâu. Rất hay. Một pha đập cầu chéo sân. Đây mới là điều mà người khán giả muốn thấy ở trận đấu này của Hải Đăng. 9-14. Rất tốt. Vâng, 3 pha ăn điểm liên tiếp của Hải Đăng. 10-14. Đúng là cầu còn bay thì vẫn còn những bất ngờ. Vâng, một pha cầu tốt của Hải Đăng. 11-17. Rất tốt. 12-19. Rất tốt. Một pha đập cầu chéo sân. Thực sự phải nói là rất tốt. Nói chung đánh với những tay vợt tay trái thì rất là khó đoán cái đường cầu của họ. Một pha đập cầu tốt của Hải Đăng. 8-3. À xin lỗi các bạn, 4-7. Hải Đăng rút ngắn tỷ số xuống còn 4-7. Một pha cầu giằng co của cả hai bên. Vâng, và pha cầu đã kết thúc bằng một pha đập cầu khá uy lực của Hải Đăng. Điểm 7-9.